Hello, em Đức Vlog xin chào tất cả mọi người nha. Em chào cả nhà. Hôm nay em lên cho mọi người một con Charlie 1981. Con này đi được 2000 cây. Mọi người thấy có cái bẩn là mọi người thấy có điều khác biệt đúng không? Cái kính chắn gió lớn nè. Đây là con Charlie 1981. Máy đang nổ nha. Thật sự thì con này rất là nhỏ gọn nhưng mà cái dáng của nó mọi người, cái dáng của nó nhìn nó trường xe mà nó thấp thấp đẹp lắm. Máy thì đang nổ. Máy đang nổ mà mọi người đứng kế bên cái xe vẫn không nghe tiếng máy luôn. Máy nó cực kỳ sướng luôn, cực kỳ khê luôn. Con này là 2000 cây chuẩn nha. Em đấu giá bên Nhật về còn đầy đủ. Cái này là em gắn thêm cho nó thêm thằng thẩm mỹ nha. Với cái rổ. Đó. Này mọi người xem nè, cùng kiết chữ nghĩa nè, đầy đủ full chức năng nè. Đỏ đẹp nha. Cùng đẹp, bao tay đẹp. Bao tay gai rất là đẹp luôn. Đó. Cao su này kia còn đầy đủ hết luôn. Cái này có khóa thắng nữa nè. Mọi người bóp mạnh vô, mọi người đẩy cái này vô là nó khóa thắng lại ha. À, khóa thắng của mấy chiếc tay ga. Con này là AT 3 số. Nó khác với số tự động. Số tự động nó khác với lại số tay ga nha mọi người. Số tự động nó theo từng cấp số. Số 1, số 2, số 3. Nó giống như số của con Tomos vậy đó. Mọi người chạy đến một cái nấc số nhất định nó sẽ qua một cái số khác, qua một cái số khác, chứ không phải như tay ga mà cái số nó đều lên nha. Cái này nó có số nhưng mà là số sang số tự động, còn tay ga là dạng như là cái hộp số của tay ga là nó mượt luôn, còn cái này là 3 cấp số nha. Còn tay ga hình như là có 1 cấp số thôi, ví dụ như mấy con Vision á. Đó, phuộc này có nhầm ở dưới nhưng mà ti nó đẹp nha, ti nó không có bị xước xát gì nha mọi người. À, xe này ít đi cho nên nó bị nhầm mấy cái này. Cốt này rất là đẹp nha. Cốt này 7 màu vàng khè luôn nha. Quay đây cho mọi người xem. Đó. Con này là đời 1981. Vỏ heo xe. Charlie. Cái này cái tem gì vậy em không biết. Nè. Số 81 ở đây nha. Đây 071 nha. Đời 981. Mới in Japan nè. Cái máy nó đang nổ nè, đèn nó sáng nha mọi người. Máy thì thầm mùa xuân luôn. Đây. Đời này nó là ron đen. Ron đen, ron cờ rất là cao nha. Đi nhiều rửa nước nhiều nó bạc màu thành ron trắng thôi, nhưng thật ra cái màu ron của nó là ron đen nha. Bẩn nè mọi người, đầy đủ nha. Bẩn nè. 3 số. Máy đang nổ thì thầm mùa xuân luôn. Cốc 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 rất là nhẹ nha. Tắt máy nha. Cổ bô đen 2 dĩ. Mọi người xem cái thâm nhớt này là biết xe đi ít nhiều luôn á, còn trắng phiếu luôn nha, không có bị vàng. Máy rất là đẹp nha. Tem tiết còn full nè. Charlie 3 cấp số. Tem rất là đẹp nha mọi người. CF50. Đó, cái giò đạp nó cũng dị hơn ta nữa nha. Bát bô cũng khác luôn. Hay là anh em nó muốn sưu tầm lại mấy con này, nó hơi bị độc lạ với so với phần còn lại. Ống xăng dư. Xe này không có cần số, không có cần thắng luôn. Càng thắng nó xe dài, thắng tay ở trên luôn ha. Đó. Vỏ trước sau Inu. Đây cái vỏ của nó đây. 071 nha. Nó bơm rất là đẹp. Phuộc đẹp. Cái dè đời này thì nó cái form nó nhìn đẹp hơn ha. Còn cái dè đời sau thì nó có cái miếng nhựa đen thêm khúc này. Cái form đời này nó đẹp, xi nhan nó cũng đẹp.
xi nhan nó giống như mấy con én Mỹ á, với lại mấy con CT110 á. Đặc biệt cái yên này mọi người, cái da nó rất là đẹp. Đó, da nó còn dẻo mà cái da nó cái form nó đẹp lắm. Ba ga zin đẹp nha. Có nổ nổ ở trong này không thành vấn đề. Ở ngoài này nó đẹp là chấp nhận được. Ok. Rồi. Full chức năng, cao su này kia còn đầy đủ cho anh em mình luôn. Con này nhảy nổ lắm, mọi người rớt dép là nổ. Độc lạ Cambodia nhà Charlie. Đều dòng tử nó máy tắt nhưng mà máy vẫn nổ bình thường. Đẳng cấp. Rồi bên đây cũng không có cần số luôn. Bên đây cũng không có cần thắng luôn. Số thắng nó nằm trên tay hết. Số nó nằm ở đây. Cứ lên ga đủ dòng tua nó tự sang số nha. Cần thắng ở bên đây. Đặc biệt cuộc trước sau đi rất là êm, rất là thoải mái nha mọi người. Đó. Chỉ cần lên ga là đi thôi, rất là tiện. Thắng tay hai cái luôn, khỏi cần sang số luôn. Số tự động, độc lạ luôn. Rồi. Đây là một con Charlie. Đó, mọi người thấy vậy chứ máy vẫn nổ nha. Máy nó êm cực kỳ. Nó nhỏ hơn cái bốn tay nữa. Rồi mọi người quan tâm có thể liên hệ em nha, em hỗ trợ cho mọi người ship toàn quốc giấy tờ thì anh em mình tự lo nha. Cảm ơn mọi người, hẹn mọi người ở video tiếp theo. Em là Đức Vlog chuyên về cái dòng xe cam, xe cổ, xe nội địa Nhật. Mọi người quan tâm có thể nhắn em hỗ trợ cho mọi người ship toàn quốc giấy tờ thì anh em mình tự lo nha. Một con Charlie số tự động. Đây là cái trang của em, tránh tình trạng giả mạo nha. Rồi con này về mọi người đánh bóng lên chút nữa, lau chùi mấy cái dấu vết hình đấu giá này vô là ok. Nó vững kính đầy đủ ha, full chức năng luôn, bẩn kính, kính chắn gió, rổ này kia là full cho mọi người rồi. Mọi người đem về cho cái sử dụng thôi. Này thích hợp cho anh em thích cái sự độc lạ nha. Anh em đi Charlie nhiều nhưng mà Charlie số tự động thì rất là ít. Rất là khó, có cái loại có đề nữa. Hôm nào mà em mua được cái chiếc nào có đề em sẽ lên cho mọi người nha. Hiện tại thì em chỉ có chiếc số tự động này, nhưng mà nó cũng đã độc lạ lắm rồi nha. Đi 2000 cây, vỏ trước sau theo xe, vỏ ruột này kia đầy đủ hết, full chức năng, full kính bẩn luôn. Xe thì hiện đang ở Campuchia nha, hỗ trợ cho mọi người ship toàn quốc giấy tờ thì anh em mình tự lo. Em nhắc lại là không có giấy tờ nha, chỉ có cái xe thôi, cho nên anh em mua về thì thường là vô giấy thôi với lại sàn đồ thôi. Nếu mà nói đem về để mà đăng ký thì nó hơi khó đó. Nhưng mà được cái là xe này là không cần bằng lái. Cho nên mọi người mà muốn cho mua cho mấy nhỏ, mấy cháu nhỏ đi học ấy, thì chỉ cần gắn cái biển số vô thôi là vi vu. Ít có ai hỏi han lắm. Tại vì nó không phải nhạy cảm như mấy cái xe mô tô hay phân khối lớn này kia rồi. Cái này chỉ cần đội nón vô, kính hậu vô là đi học thoải mái luôn. Với lại cái xe này rất là thấp, cho nên là sử dụng rất là an toàn, mọi người thấy không? Cái cảm giác của Charlie thích nó là nó linh hoạt, luồn lách rất là dễ.
không có đường cho nên là chạy không có hết được. Phải có cái đường nào dài dài chạy lên được 5-60. Hôm bữa chạy được gần 60 nhưng mà nó hết đường rồi. Chứ lại chạy một tay thì 5-60 nó cũng hơi nhanh đó mọi người. Rồi, kết thúc mọi người video tại đây nha. Chúc mọi người sức khỏe, công việc hiệu quả nha. Chào mọi người.